Nhiều người cho rằng cúi đầu nhẫn nhịn, cam chịu trước hành vi lăng mạ, coi thường sỉ nhục mình là hành động của kẻ yếu ớt. Thực sự đó là cách nghĩ thật hời hợt, thiếu hiểu biết và nông cạn. Nhẫn nại là một bí đức ưu tú, là kết tinh của trí tuệ và thiện lương, là mẫu mực của người mạnh mẽ thực sự.